xuất hiện ở 5 show thời trang cho 5 nhà thiết kế trong 4 đêm diễn ra tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Đó là con số ấn tượng của mẫu nhí 13 tuổi Bảo Hà. Bảo Hà sinh năm 2009, sở hữu chiều cao hơn 1m68. Bảo Hà có khả năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp. Tính riêng Việt Nam International Fashion Week năm nay, mẫu nhí Bảo Hà đã được giao vai trò first face trong 5 bộ sưu tập của các nhà thiết kế như Adrian Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Truyền, Nguyễn Minh Công, Hoàng Hải và Hoàng Minh Hà. Ở tuổi đời còn nhỏ, nhưng Bảo Hà luôn là mẫu nhí được các nhà thiết kế chọn mặt gửi vàng, giao cho những vị trí trình diễn quan trọng. Bận rộn với các sự kiện giải trí, nhưng Bảo Hà vẫn đảm bảo được việc học tập trên trường với thái độ nghiêm túc. Nhiều người cho rằng Bảo Hà chính là viên ngọc quý của làng thời trang Việt và hy vọng trong tương lai bé sẽ bứt phá hơn nữa ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.